lên bóng chưa thành công của Sài Gòn Heat và đã có tình huống phản công không thành công của câu lạc bộ CS này Indonesia. Một tình huống thiếu tập trung của Gusang và Michael William không thể có điểm dành cho Sài Gòn Heat. Và đây là Mario Gusang, tình huống bóng ba của Gusang và nó đã đi vào rổ. Sài Gòn Heat đang cần phải triển khai tấn công bằng cách quyết liệt hơn. Họ đang thực hiện khá nhiều những tình huống ném ba ngay từ đầu trận đấu và tình huống ném thành công của Moses Morgan. Sự trở lại của Moses Morgan sẽ gia tăng thêm nhiều khả năng tấn công dành cho Sài Gòn Heat. Vừa rồi là một tình huống thi đấu dưới rổ không thành công của Maxi Eso. Và đây là xe Network, một pha úp rổ của xe Network. Maxi Eso đang tìm kiếm người đồng đội để phối hợp và đột phá vượt qua Van William. Và đó là N1 dành cho Sài Gòn Heat. Tiếp tục là số 9 của Indonesia nhưng không thành công. Tiếp tục là Maxi Eso. Moses Morgan. Phản trống Maxi Eso. Rất đáng tiếc Sài Gòn Heat đã không thể có rebound trong pha bóng vừa rồi. Và tình huống cướp bóng thành công. Như vậy là sẽ có một tình huống úp rổ dành cho Maxi Eso, một tình huống úp rổ rất tuyệt vời. Và ngay lập tức thì cầu thủ mang số 5, tuy nhiên rất may mắn là họ vẫn chưa vào tay cho đến những phút thi đấu hiện tại. Bây giờ đó là Mike Williams. Đúng, đột phá của Mike Williams rất nỗ lực. Hai điểm dành cho Sài Gòn Heat. Tuyệt vời. Không thi đấu trong những phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên. Như vậy Frederick Lisch cũng đã được đưa vào sân. Cùng với đó là Gamilan và Anguio. Tình huống xử lý của Gamilan, sai lầm của CS9, phản công dành cho Sài Gòn Heat, Aikin score! Đây là Mike Williams, tiếp tục là một pha đột phá nữa của số 13, chưa thành công, một tình huống block đến từ đội khách. Và đây là Gamilan, Brad Williams, Sen Network và hai điểm nữa dành cho đội bóng xứ vạn đảo. Như vậy là tiếp tục là một đợt lên bóng dành cho Freddy Lich, Freddy Goldstein. Đây là cầu thủ mang số 1 của CS9, một pha bóng có phần may mắn và anh đã giúp cho đội khách vươn lên dẫn trước với khoảng cách là 2 điểm 19 và 21 dành cho đội khách. Tuy nhiên vừa rồi là câu trả lời của đội chủ nhà. Cầu thủ đang thi đấu luôn luôn thi đấu với một nụ cười trên môi và anh cũng thường xuyên đưa ra những quyết định rất ngớ ngẩn như pha bóng vừa rồi. Và đây là một tình huống úp sổ thành công của Maxi Eso. Thi đấu đầu tiên đã có những thời điểm chúng ta dẫn và đây là một tình huống alley-oop rất đẹp mắt. Đây là Mike Williams sẽ biết cần phải giúp cho CS bùng nổ hơn và đó là Moses Morgan. Và phản công dành cho Sài Gòn Heat. Moses Morgan vẫn là một sự trở lại tốt. Maxi Eso hai điểm nữa dành cho Sài Gòn Heat. Hãy Kim Scott. Moses Morgan lại là bóng ba nhưng lần này thì không thành công. Maxi Eso rebound thúc. Maxi Eso bắn đi trung bình, hai điểm nữa dành cho Sài Gòn Heat. Và đây là Mike Williams với tình huống phản công nhanh. Anh truyền cho Moses Morgan, một tình huống động tác giả và lên rổ. Có hai điểm dành cho Moses Morgan. Như vậy là trong những thi đấu tiếp theo thì Moses Morgan sẽ được ra nghỉ và những cầu thủ còn lại sẽ phải làm tốt hơn trong những tình huống phòng ngự và rebound như thế này. Và một tình huống lên rổ thành công của cầu thủ mang áo số 11. Moses Morgan đang tìm kiếm khoảng trống để đột phá. Brian Williams hơn đó là Mike Williams và Moses Morgan không thành công. Vẫn là một pha rebound dũng mãnh đến từ Aikin Scott. Và đó là 45-42 dành cho Sài Gòn Heat. Nới rộng dẫn điểm dành cho ông 30 Aikin Scott. Tình huống đột phá của Aikin là thành công. 47-42. Nếu như có thể phòng ngự thành công thì đây sẽ là một tin rất vui. Một pha bắn ba là không thành công, một pha rebound rất tuyệt vời. Maxi Eso tìm cách đột phá Lê Ngọc Tú. Maxi Eso bắn ba và đó là ba điểm dành cho Sài Gòn Heat. Quá tuyệt vời và 50-42. Tình huống tìm cách đột phá của Marquinhos Vicano. Đường quả bóng lại dành cho số 13 và đó là ba điểm bóng không độ dành cho Sài Gòn Heat, rất tuyệt vời. Tiếp tục đó là Hidayat. Hidayat đang tìm cách vượt qua Maxi Eso, đường chuyền ngược lại dành cho Kurniawan và Sen Network, ba điểm dành cho câu lạc bộ xứ vạn đảo. Tiếp tục là Mike Williams
vừa đang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt bóng dành cho Saigon Heat. Pha bắn cực kỳ trung bình rất tuyệt vời đến từ Mike Williams. Và đây là Ryan Williams. Hidayat phòng ngự tốt đến từ Vigano. Và đây là Maxi Ezo. Vigano đã có một tình huống chiếm không gian rất tốt và Maxi Ezo bắn ba. Tuyệt vời. Nới rộng khoảng cách lên thành 14 điểm. Đây là Akim Scott không thành công, quá đáng tiếc dành cho Akim. Trọng tài cũng không thổi phạt cầu thủ vừa rồi. Sean Edwards pha đảo rất tốt của Edwards và anh đã mang về cho CS9 hai điểm. Vẫn là cầu thủ áo số 1 quyết định bắn ba. Sự ngẫu hứng của Frederick Lys, nhưng đáng tiếc ngẫu hứng vừa rồi mang lại một pha bóng airball. Và đây là Kit Jensen làm tốt hơn người đồng đội của mình rất nhiều. Chúng ta còn 15 giây nữa cho đợt tấn công này. Mike Williams, Akim Scott rất phối hợp, một tình huống đột phá mạnh mẽ của Akim, tuyệt vời, hai điểm dành cho Sài Gòn Heat. Và đây là Mike Williams, Moses Morgan đột phá đường truyền cho Akim, tình huống đi bóng đầy tốc độ của Akim, hai điểm dành cho Sài Gòn Heat. Còn đang kéo theo Moses Morgan đã không thể dừng lại để ngăn chặn Akim Scott và tình huống bóng không thành công của Freddy Lish. Tình huống phản công nhanh và hai điểm dễ dàng dành cho Moses Morgan. Thêm một tình huống kiến tạo đến từ Maxi Cho. Tình huống phải phòng ngự của Saigon Heat trước Frederick Lys. Tình và bóng đầy cảm giác của cầu thủ áo số 1. Nhưng liệu anh có thể kịp quay về hay không? Mike Williams đường truyền dành cho Moses Morgan đột phá. Đã chán bắn ba, Morgan ghi hai điểm trong tình huống vừa rồi. Vâng, và Mike Williams vẫn đang rất chậm rãi để thực hiện những động tác của mình. Và pha ném 3 điểm tính dành cho Mike Williams. Một pha ném buzzer beater tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 13. Mike Williams đang có bóng và đối mặt với anh đang là cầu thủ mang áo số 18 bên phía CS9. Anh bỏ qua sự đá bám này và Moses Morgan. Hai điểm nữa dành cho Saigon Heat, rất tuyệt vời. Và đây là Mike Williams đường truyền Moses Morgan. Vâng, những pha ném 3 điểm như một con dao đâm vào trái tim của CS9. Và đây là phản đối tấn công của các cầu thủ CS9 Indonesia, Enguil. Và đây là tình huống đột phá thành công. Mike Williams không thực hiện một pha cản phá rất quyết liệt. Ra hiệu cho đợt tấn công của mình, đó là Mike Williams để cho các đồng đội có biết để di chuyển. Và đây là Lê Ngọc Tú. Một pha bắn ba thành công đến từ Mike Williams. Chỉ còn Kit Jensen ở trên sân mà thôi. Và gần như tất cả các cầu thủ còn lại đều là các cầu thủ nội binh. Và đây là tình huống dứt điểm thành công của Enyo, cầu thủ mang áo số 18. Enyo có lẽ là một trong những cầu thủ nội binh thi đấu nổi trội nhất bên phía CSI trong trận đấu này. Và tình huống ném 3 điểm tính của Moses Morgan. Utomo đã lừa được Akim Scott. Utomo, nhưng phải dứt điểm của anh thì không thể đạt được độ chính xác như ý. Stephen Nguyễn Tuấn Tú and one dành cho Saigon Heat. Đây là Horace Nguyễn Phúc Tâm. Akim Scott đường truyền dành cho Tô Quang Trung. Thêm một pha nhả bóng nữa lại dành cho Stephen Nguyễn Tuấn Tú. Đột phá của Stephen Nguyễn Tuấn Tú. Akim Scott rất nỗ lực. Maxi Ezo and one dành cho Saigon Heat. Tô Quang Trung đang có cho mình một tình huống có thể dứt điểm và dứt điểm thành công. Cú bắn tốt ở trong vòng bán nguyệt, hai điểm nữa dành cho Saigon Heat. Thì Tô Quang Trung cũng rất tự tin để thực hiện những tình huống dứt điểm của mình. Và đây là hai điểm dễ dàng dành cho Shane Edwards đang có mặt trên sân ở thời điểm hiện tại. Và đây tiếp tục là Nguyễn Tuấn Tú với tình huống chuyền. Một tình huống kiến tạo trăng dành cho Tô Quang Trung và 3 điểm dành cho Tô Quang Trung. Đây là Horace Nguyễn Phúc Tâm. Đối mặt với anh đó là Enrio và anh vượt qua cả game Milan. Horace Nguyễn Phúc Tâm dứt điểm tuyệt vời. Như vậy là khoảng cách được rút ngắn phần nào. Và đây là thời điểm mà các khán giả của Sàn Hit có thể bắt đầu nghĩ đến vòng đấu playoff rồi. Chúng ta đang ở vị trí thứ 6 và nếu như có thể có được vị trí thứ 5 thì đó sẽ là một vị trí tốt hơn rất nhiều cho đội bóng Sàn Hit, khi mà đối thủ chúng ta sẽ là trong song công phu thay vì là môn Vampire. Và môn Vampire có lẽ là một trong những đội bóng có khả năng thi đấu khó chịu hơn rất nhiều so với đại diện đến từ Trung Quốc, khi mà họ cũng đã đánh bại được đội bóng này
trong trận đấu ngày trước. Và đây là Nguyễn Tuấn Tú. Đó là cầu thủ áo số 10 Utomo. Bằng một tình huống bắn rất xa đến từ Stephen Nguyễn cũng là khép lại trận đấu này. Một chiến thắng vô cùng tuyệt vời và đầy mãn nhãn dành cho đại diện của Việt Nam. Với chiến thắng chung cuộc là 114-86.